Mùa này mùa của bọ trĩ mà, bọ trĩ quá trời này. Nó đánh. Này nó do bọ trĩ đánh này, mình chủ quan quá, xịt không có kịp thời. Thế là nó ấy thôi. Dạ. Cái này mình vô chân được mấy hôm rồi? Vô chân bữa 17, ngày 17 mình nó nay vô được 4 ngày rồi đó. Ừ. Hổm xanh múc gã khoan rồi cái quay lên chụp tới. Không lộn luôn vậy. Cái này là xử lý con bọ trĩ đi xong rồi lấy Hàn Quốc đánh mạnh nó vào để cho nó qua cái đốt này đi. Cái có bị bệnh xuống lá gì không? Không, bệnh thì không có. À, cái này nó đánh kiểu này là nguy hiểm lắm á, à, bởi vì nó truyền cái virus sang đây rồi nữa là nó bị khảm. Mở đây đỡ rồi. Dây chăng là đều chung là đều trơn luôn. Cái nào mà nó đánh cả chèo nó đứng được, chèo dưới này lên là dính hết trơn này. Này chiều nay lấy Hàn Quốc đi. Đánh cho nó bình máy là đánh cho 50C luôn. Cho bình ga điện. Điện điện thì khoảng tầm 40 thôi. Bởi vì nó bị ấy này làm nữa, đừng có nhìn cái đọt này mà những cái đọt non này này. Đến ngày mai hoặc ngày mốt ấy, nó đẩy lên và nó không có nhăn nữa là ok. Ừ. Còn là cái này bởi bọ trĩ nó đánh nhiều quá này, đánh không có xử lý nhanh là tiêu. Ừ. Mùa này mùa nắng là mùa của nó mà. Hầu như cây nào cũng bị rồi. Kinh thật. Xong xịt sớm đi. Vậy là có xịt sợ thuốc nó không? Sợ thuốc nó không có hiệu quả ấy. Mà đánh hầu như 100% ruộng rồi. Chứ cái này không phải do bệnh gì đâu, không phải do thuốc đâu. Dù bọ trĩ thì này nó đánh từ gốc lên tới ngọn này. Này lắm chèo quá. Này nào ớt lớn lên tí nữa thì đi tuyển bớt ít chèo. Quá chỉ chèo rồi, cái này mình chỉ để khoảng tầm 4 chèo chân thôi. 4 chèo chân thôi, còn mấy cái chèo trên này là vẽ đi để cái cây mẹ nó lên. Để cái cây mẹ nó lên ấy, nó lên mạnh cái cây mẹ này để bông hoa nó đậu. Chứ cái chèo dưới này những cái chèo này nó chỉ ăn hại. Nó cho lên trên cao, nó tỉa. Đúng rồi. Ông này ông xịt đó ra chèo quá. Ông này cái cây này nó xịt nó ngắn, nó gùn cái cây lại này. Ngắn quá là không ngon nữa. Đúng rồi. Lên thẳng lên mới ra nó cây mẹ nó phải lên cao lên rồi bắt đầu là vẽ bớt mấy cái chèo này đi. Xong rồi để nuôi 4 cái chèo gốc thôi. Cái này chèo từ gốc lên tới ngọn mấy cái chèo này nó không cho trái đâu. Nó ăn phân nó phí cây nên cây mẹ nó không lớn lên được. Quá trời chèo. Cái đậu bắp này của nhà luôn hả? Chứ còn nào mà mình xịt ở bên này kêu ông ở bên đây ông cũng xịt luôn. Nhưng mà ông ấy để đấy nên là nó bay sang đây này, mình xịt bên này nó bay sang bên kia, rồi bên kia xịt nó bay sang bên này. Này là để nặng lắm rồi đó. Dạ. Nó chết bọ trĩ phải không? Chết bọ trĩ rồi, nhưng mà có cái làm cái thằng này là mình đợt sau mình xịt dập lại nữa để cái trứng nó nở ra ấy. Để là mình ngày mai xịt nó đây. Ừ.
treo nhiều. Cái này nó trèo, kích trèo này là cái cây nó gùn xuống, nó thủ lù đó. Trèo quá đúng không? Ừ, trèo quá, đấy, nó trượt đó. Mình chỉ nuôi 4 cái 5 cái trèo gốc đấy thôi, chứ mình không có dùng hết cả cái trèo lên trên kia kìa. Đó, lấy cái trèo mập đấy thôi. Rồi sao tiếng nó là sao? Thì nó cây nó lớn lên tí rồi mình phải tuyển. Lấy gì kéo một cắt hả? Để tay mình vẽ được. Bẻ. Dạ. Như cái cây này này là cái trèo nó lên này, tùm lùm hết trơn, là cái cây mẹ coi như nó không có năng suất nữa rồi. Coi như cây mẹ là xong rồi này. Cây này này coi như cây mẹ là xong rồi. Cây mẹ này này. Nó không giọt lên nữa. Đâu có giọt lên được, đâu có lớn lên được nữa. Mấy thằng trèo nó lên hết trơn rồi này. Là thường mà mấy cái lá này này. Nó bẻ bỏ hết. Bỏ này để lại 4 cái chèo mập kia kìa. Là gác lá bên này bỏ bớt rồi lấy chèo. Đấy. Đấy. Cái chèo nó lên là vẽ cái lá nó đi là cây mẹ nó lên. Nhưng mà muốn nó lên được hay không là phải diệt cái bọ trĩ. Chứ bọ trĩ nhiều lắm. Quá trời. Đó. Đấy. Quá trời chèo này. Chèo nó ăn mấy cái chèo để ăn hại không à? Nó không có lợi. Cái này chèo nhỏ lắm. Cái chèo nhỏ nhỏ là mình tiễn đi ha. Đấy, chừa lại mấy cái chèo này này. Chèo này này, cái chèo này cũng bỏ này. Đấy là mình có 5 cái chèo này. 1, 2, 3, 4, 5 cái. Đấy chưa? Cây này 5 cái chèo. Đó thôi. Bởi vì mình tiễn ha. Tiễn bỏ. Lạc lá để trong đây có sao không? Không sao. Còn kỹ nữa thì gom ra khỏi ruộng cũng được. Nhưng mà không trời nắng này không cần thiết. Trời nắng này nó khô hết. Đó. Chứ không cây mẹ này là nó nữa cái thằng kia nó lấn át lên là tiêu luôn. Nó trèo quá lên quá trèo. Đây lại cái này bộ trĩ nó nhiều quá. Quá nhiều luôn. Quá nhiều bộ trĩ. Có chu trèo hết trơn. Ờ. Đều băng luôn. Có ống xanh nhìn nào không? Nó không sao giờ. Cách bữa xịt bữa không đó. Giờ vừa có bữa đó rồi mình đi cuốc gì gãi bữa đó là qua bữa sau là không có xịt. Qua bữa sau hai bữa ba bữa gì đó. Nhưng mà vậy là thuốc nó có những loại thuốc nó không có hiệu quả, hiểu không? Dạ. Nó không có trúng thuốc. Thì nó không hiệu quả rồi đến khi là nó không chết. Đây là nó mới. Thôi giờ cái này ví dụ như kích 5 ngày kích một lần, kích cái Hàn Quốc lên, kéo cái đọt non nó lên là nó ngon ngay mà. Để kết hợp với cái bọ trĩ. Dạ, chứ nó phải qua cái tua này thì nó mới hết bọ trĩ được. Khi nào nó lên trắng ba tốt mà trèo nó lên nhiều là bọ trĩ nó sẽ giảm. Đây là những cái chỗ nào cây nó suy này này. Ừ, đúng rồi. Cái cây nào nó nhỏ nhỏ này này là làm ít phân châm cho nó. Châm thêm cho nó để cho nó lên. Đây. Cây nó đuối quá. Thấp á.